Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định bán đứt tiền vệ Triệu Việt Hưng dù anh còn 1,5 năm hợp đồng. Đội bóng giành được chữ ký của Việt Hưng là câu lạc bộ Hải Phòng. Mối quan hệ thân thiết giữa chủ tịch của hai đội bóng, ông Văn Trần Hoàn và ông Đoàn Nguyên Đức, giúp đôi bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận về thương vụ chuyển nhượng. Triệu Việt Hưng đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng dưới dạng cho mượn theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhưng kể từ giai đoạn lượt về, anh chính thức là cầu thủ thuộc sở hữu của câu lạc bộ Hải Phòng. Đổi lại, đội bóng đất cảng phải trả khoản phí chuyển nhượng không nhỏ cho Hoàng Anh Gia Lai. Phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng thời gian vừa qua giúp Triệu Việt Hưng được ông Philippe Chusier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương khiến cầu thủ này không có cơ hội thể hiện trong hai trận giao hữu gặp đội tuyển Hong Kong, Trung Quốc và đội tuyển Syria. Anh trở về câu lạc bộ Hải Phòng và tiếp thi đấu nổi bật tại vòng 13 V-League. Việt Hưng có đường kiến tạo đẹp mắt để tiền đạo Yuri Mermiu đánh đầu mang về chiến thắng cho đội nhà trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Triệu Việt Hưng và xem anh là trụ cột không thể thay thế trong hoàn cảnh Bùi Tiến Dũng ra đi và Nguyễn Hải Huy có thể chuyển đến đội bóng mới vào cuối mùa. Việt Hưng vừa có thể đá tiền vệ phòng ngự, tiền vệ lệch phải, hậu vệ trái. Mùa giải năm nay, anh thường xuyên được xếp đá hậu vệ trái và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Triệu Việt Hưng trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Anh gia nhập đội bóng phố núi năm 12 tuổi và tập luyện ở lứa năng khiếu. Việt Hưng ra mắt V-League 2016 khi mới 19 tuổi. Tiền vệ quê Hải Dương thi đấu ấn tượng và lần lượt được triệu tập lên U19, U23 Việt Nam.